Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thưa các bạn, cây sen đá hiện đang là một trong những loài cây được giới trẻ nói riêng và người Việt nói chung khá ưa thích. Tuy nhiên, để có những kiến thức đầy đủ về loại cây này thì không phải ai cũng biết. Cây sen đá trong phong thủy mang ý nghĩa về sự trường tồn, lớp vỏ ngoài cứng và có màu, như những phiến đá của cây tượng trưng cho sự cứng rắn và bền bỉ trước các yếu tố ngoại cảnh. Bởi vậy, đây là một loại cây rất được những người đang yêu ưa thích. Họ quan niệm ý nghĩa của sen đá như tình yêu của đôi lứa, một tình yêu nhìn từ ngoài vào thì thấy khô cứng, nhưng thực ra bên trong lại chan chứa tình cảm. Trong các dịp lễ tình nhân, những người đang yêu thường tặng nhau một cây sen đá như một lời hẹn ước về tình yêu lâu bền và hạnh phúc. Sen đá cũng thay lời tỏ tình về một tình yêu thầm lặng, rực cháy đằng sau về ngoài thầm lặng của mình, với sức sống mãnh liệt ngay tại những nơi đã có sỏi đá khô cằn. Người ta tin rằng trồng một cây sen đá trong nhà sẽ giúp bản thân kiên định và bền bỉ hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. Cây sen đá như một nguồn động lực cho con người. Mỗi khi nhìn vào video này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách để trồng một chậu sen đá thật là đơn giản để chơi tại nhà dành cho những người mới chơi. Thank you.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.